Ui ạ. Ui ơi. Cái gì vậy? Đây này, cái bao dứa này. Ui. Đây đây. Ui, cái vỏ bao dứa này hồi xưa này. Ui. Đây rồi, cái đáy này rồi. Đáy ở đây, miệng nó quay về đằng kia. Vô cam rồi. Đây này mọi người này. Nhìn cái chuông ác chưa? Ừ. Nhìn như kiểu này. Ui. Xe nào. Ui ui. Ui ui. Nguy gì bác? Bây giờ là mình sắp phải phải ấy trạch ra cho mọi người, bởi vì bây giờ trong này mình thấy vừa sờ ra cái rất là nhiều trạch ở bên trong này nó chui ra, thì để tí nữa đợi thằng Mạnh nó cầm đồ ra thì để xem là mình sẽ cho lên để xem là đấy là cái gì. Ví dụ như mà nó là người âm thì là mình sẽ chuyển đến chỗ khác. Còn nếu mà mình nghĩ ở đây chắc chắn không phải là tiểu, bởi vì là ở đây mình ở đây bao nhiêu ngày, ở bao nhiêu lâu rồi, bao nhiêu năm rồi, không bao giờ nghe thấy ở đây là có mồ mả hay là có gì hết. Lâu thế nhỉ. Lượng năm không? Nếu mà người âm thì có gì thì để con giúp người ấy nhá. Cầm ra đây nè. Ui, nhiều trạch lắm. Nhưng mà bác xem đúng không phải đúng kiểu không? Bác sờ đây thì không chưa hình dung ra. Cái này đó là chỉ là cái là cái chum, miệng chum nó cứ tròn tròn này thôi. Sờ giận hết người. Nếu mà nó là cái tiểu thì tiểu thì nó phải được đứng chứ, làm sao nó đổ nằm miệng như thế này xuống nhỉ? Giữa đâu theo thời gian đất nó nghiêng thì nó phải nghiêng theo gì? Mày làm gì có chuyện mà đất nghiêng? Đất nào cũng nghiêng như thế này. Được thế. Nhưng bác sờ nó bục và bắn hết trạch ra. Đây bác sờ vào cái miệng đấy một phát nó ọc ra bao nhiêu là trạch luôn này. Bây giờ này, này cầm này. Đưa thủ này cho bác. Bây giờ như này nếu mà nó ở khoảng này thì bây giờ mình đào rộng ra, vừa đào vừa thăm. Không là phải đến cổ tay ấy. Mày lôi ra, cho này lôi ra. Bác là cẩn thận nếu mà chú phải. Chắc chắn ở đây không phải là kiểu đó. Ui ạ. Ui. Cái gì vậy? Gạch. Gạch. Quẹt vào đúng không? Gạch. Úi. Còn gạch từ hồi xưa. Bên đây gạch để xây mộ. Không. Mày. Gạch này gạch xây nhà đấy. Ở đây làm gì có chuyện ấy. Chỗ đấy gai ấy, còn chi gai thôi. Này mình cứ nhẹ nhàng này xem này. Nếu ví dụ chặn vào thì không biết. Ơi, nhìn đấy ra cháu nghe tiếng à, thì cái bao đấy đấy này. Ui, hay là gửi mấy cầm cam đây cho mọi người xem. Ui. Đây là cái bao này thôi. Này ấy, cái vỏ bao thì làm gì có cái chuyện nào đúng không? Kỳ lạ anh. Có gì đâu kỳ lạ. Bác lựa lựa nếu mà thật cũng ế đấy. Mày có nghĩ bao giờ là cái bao mới đây là bao dứa bao mới đúng không? Không, cháu nhìn cũng cũ chắc lâu là, rồi. Không, ý là bao dứa là cái thời điểm mới. Mày hiểu không? Xong ở đây thì làm ra làm gì có chuyện là ví dụ như là cái tiểu hồi xưa.
Hay là cái cũ người ta cho bao người ta vứt đi nhỉ? Ừ thì đấy, kiểu kiểu thế. Thì chắc chắn đấy nó không phải là mũ. Nhưng mà mình cũng chưa biết đâu được mọi người. Mình cũng phải thử xem như thế nào đó. Đây là cái bao rồi đúng không? Mua cái bao rồi. Đấy. Đây là cháu thử. Chưa kéo được. Đây này, cái bao dứa này. Ui. Đây. Ui ông hồi. Cái vỏ bao dứa từ hồi xưa này. Ui. Bác lựa lựa ấy nhá. Đá. Ui. Đá. Ui rác. Cái rác gì đây? Cái chỗ này như kiểu là toàn rác cái hồi xưa đây. Này. Toàn cái cổ. Đây là cái xô. Xô hay là cái gì? Xô. Nhựa, đồ nhựa. Giống như kiểu hồi xưa vứt rác ở đây ấy. Xô. Chưa thấy đâu luôn. Quá lạ, tự nhiên này có cái gì giống cái tiểu ở đây. Nói chung là đi mà gặp những trường hợp này cũng rất là sợ luôn. Nhưng mà đây mới gọi là 50 con. Bác khẳng định như thế này được tầm 60% rồi đấy. Nhưng bây giờ là mình cũng không biết được. Không biết là có thật hay hư hay là như thế nào đấy, mình không biết được. Chưa sợ đến nó luôn. Thế chắc tầm đấy. Ui, con run kìa. Còn run thôi. Run nó đất đôi. Run. Bác thấy đến chưa? Chưa. Ui, xấu ấy cơ. Nhưng mà nếu mà người ta vứt thì làm sao mà nó lại ấy được? Hay người ta đào, người ta chôn xuống đấy? Ai biết được đâu. Cũng có thể là tiểu thì sau bao nhiêu năm tháng thì nó cứ ấy đi. Nhưng mà bây giờ thì nó yên tâm được cái là ở đây là thấy phát hiện là cái rác này. Mà cái miệng chum mà bây giờ miệng cái bình đấy là như kiểu nó nằm ngang đấy. Thì có khả năng là giống như kiểu nó vứt đi thôi. Người làm mấy này, gặp mấy này cũng sợ luôn. Không biết đâu được. Nếu ví dụ mà gặp được trường hợp như thế, có mình có duyên thì đấy là chuyện bình thường mà. Người ta có thể là người ta báo cho mình. Đây rồi. Mày đào rộng này ra cho bác. Đây là bác cầm đây. Mày đào nhẹ nhàng thôi nhá. Ở cái chỗ kia nó gần tới đến nơi rồi ấy. Kia kìa, bác nhìn thấy như kiểu nó màu đỏ, đỏ đỏ lâu lâu kiểu gì ấy. Nhẹ nhàng đào rộng đằng đấy ra. Đào ở cái trên. Đào cái trên nó xuống. Đặt cam vào đây này. Úi dạ. Cũng khá là hồi hộp mọi người. Không, bây giờ chưa biết như thế nào. Nhưng mà nếu mà có phải là cái tiểu ấy thì ui ấy. Đây rồi. Đưa bác xem. Đưa bác thấy rồi. Khá là ghê. Khi mà gặp cái trường hợp như thế này. Đúng là cái chum cái hũ rồi. Không sai yêu được cái là cái chum cái hũ rồi.
nhưng mà nó nằm ngang nằm nghiêng như thế này mọi người. Lượng đam mô, lượng đam mô. Đây rồi, cái đáy này rồi. Đáy ở đây, miệng nó quay ở đằng kia. Cô cam rồi. Đây này mọi người này. Nhìn cái chuông ác chưa. Nhìn như kiểu này. Không biết bên trong. Ui chặt thế. Chặt lắm. Ở đây cái miệng đây. Ở đây miệng rồi. Miệng đây lỗ ở đây rồi. Thông cái lỗ kia rồi. Ủa chắc đấy. Chắc lâu lắm rồi. Kít vào. Bác cẩn thận nhá. Cái gì nó mút ác quá. Ủa xe nào. Ủa cái gì bác. Cái gì bác? Bên trong còn nhiều chạch lắm. Mày đưa cái ấy đây bác. Ui rồi. Đưa. Bên trong này đầy chạch luôn này. Ui. Đầy chạch luôn này. Để xem nào. Xoay sáng này bác nhìn xem nào. Có cái gì bên trong. Xoay vào đây. Xoay vào đây. Ui. Nó như kiểu là không có gì ấy nhỉ. Để đổ ra đây ngoài này xem là nào nhá. Không có cái gì cả, trống trơn được bên trong luôn. Sao lại nằm đây nhỉ? Này chắc chắn là ấy rồi. Chuột bẹp thế này. Này chắc chắn không phải là ấy rồi. Cái này là người ta vứt đi. Người ta vứt đi từ hồi xưa giết rồi bây giờ là cứ ở đây thôi. Xong rồi kiểu ấy rác ở đây này. Đây này, chắc chắn là như thế rồi. Bởi vì ở đây thì không bao giờ là có mộ biết được. Bởi vì mình ở đây rất là lâu năm rồi. Làm sao mà có cái chuyện đấy được. Mày làm bác cũng ngũ hồn luôn. Thì đây mọi người ạ. Đây mình theo mình nghĩ là chắc chắn đây là cái chum mà người ta vứt đi. Đấy, thì nó mới nằm nghiêng ra như thế. Xong là ở đây lại có rác nữa. Đấy. Chứ còn nếu mà nhìn ở đây khi mà có cái gì bên trong thì nó là kiểu gì cũng có cái gì đó. Bởi vì là nếu mà tiểu thì bao giờ người ta cũng có cái lắp gì đấy để che phủ lên trên. Chứ đây thì chắc chắn là không có. Đây chắc chắn là không phải. Đấy mọi người nhá. Có khả năng là bây giờ tối muộn rồi. Bây giờ thì hai bác cháu cũng rút quân đi về thôi. Còn cái chum này thì cũng khá là đẹp. Đây thì chắc chắn đây không phải là cái đồ vật ấy đâu. Thôi. Thế là cũng được, hôm nay lại được một bữa trạch rồi. Để mang về rồi. Thôi. Video này mình sẽ kết thúc ở đây. Cuộc hành trình hai bác cháu đi săn mắt đi móc cua bắt kiếc thì sẽ tạm dừng đây mọi người nhé. Hẹn mọi người những video tiếp theo nhé. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người.